Xin chào quý các bạn, trên tay mình là điện thoại SKI870 uh, đang được chờ sửa tại di động cao cấp.vn uh, Khi các bạn gặp lỗi, sự cố liên quan đến điện thoại Sky 870 lỗi hỏng Cần một địa chỉ thay mới khắc phục nhanh các lỗi, sự cố liên quan đến phần cứng, phần mềm trên điện thoại Sky 870 Quý vị các bạn vui lòng liên hệ 096-134534 Kỹ thuật viên tại di động cao cấp.vn sẽ tư vấn, hướng dẫn cụ thể, chi tiết với các bạn Sky 870 thì ra mắt vào tháng uh, 3 năm 2012 với tuổi đời 2, 8 năm tại thời điểm tháng 8 năm 2020 này thì việc lỗi hỏng là điều không thể tránh khỏi. Hiện tại di động cao cấp nhận sửa tất cả các lỗi sự cố liên quan đến phần cứng, phần mềm trên điện thoại Sky 870. Các lỗi sự cố cơ bản như hỏng màn hình, hỏng loa, mic, rung, chuông, vỏ máy đều có sẵn uh, sửa thay mới nhanh chính xác vì các bạn. Đối với khách hàng ở xa, không điều kiện đến với di động cao cấp vn cần sửa điện thoại Sky 870. Quý vị các bạn có thể liên hệ 096 134534. Kỹ thuật viên tại di động cao cấp vn sẽ tư vấn hướng dẫn cụ thể chi tiết với các bạn. À, các bạn um, có thể đặt hàng các linh kiện Sky 870 phụ quá trình sửa chữa chúng tôi ship đến tận chỉ hàng yêu cầu quý hàng nhận được quý hàng thanh toán tiền bưu điện nhanh chóng an toàn và tiện lợi Xin cảm ơn quý vị và bạn đã xem video tại di động cao cấp.vn. Mọi thắc mắc liên quan dịch vụ sửa chữa Sky 870 xin vui lòng liên hệ 096 1345 34. Xin cảm ơn quý vị và bạn đã xem video tại di động cao cấp.vn.